Xin chào, mình là Ben đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Với cháp 212 vừa qua, có quá nhiều điều bất ngờ cũng như tranh cãi xoay quanh sức mạnh mới của Garou khi kết hợp với God và việc thánh xài bất bại của chúng ta liệu có bị thương, thì giờ đây mọi thứ cũng dần hạ nhiệt và trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Đúng vậy, có lẽ chúng ta quá để ý tới việc liệu Saitama có bị chạy xước hay không, mà bỏ quên rằng việc bộ truyện One Punch Man đang đi đúng theo quỹ đạo của bộ truyện gốc. Nếu như trước đó, trận đấu của Thánh Sai và Garou tưởng chừng như đã phải kết thúc trong sự hụt hẫng, thì tác giả Murata đã mang đến cho chúng ta một cú sốc lớn khi mà ông đã bẻ lái để thợ săn anh hùng bắt tay với God và trở thành sứ giả của thực thể quyền năng này. Ấy vậy mà nhờ đó, trận chiến của Saitama và Garou mới dần trở nên nóng hơn bao giờ hết và độ hoành tráng cũng được tác giả nâng lên thông qua sức mạnh mang tầm vũ trụ của Garou. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng Garou đã tạm thời đẩy ông thầy đầu hói Saitama ra khỏi cuộc chiến và tạm cho Thánh Sai đi du lịch một thời gian. Và có lẽ sắp tới, cháp 213 sẽ là màn tái đấu của Garou với các anh hùng. Liệu rằng diễn biến của cháp tiếp theo sẽ như thế nào? Và hôm nay hãy cùng mình dự đoán trong video này nhé! Garou sẽ làm gì tiếp theo? Ở cuối cháp 212, chúng ta có thể thấy rõ rằng việc Saitama bị bắn cú năng lượng tia gamma của Garou bị đẩy xa đi để thợ săn anh hùng có thêm thời gian để thể hiện thêm sức mạnh mới của anh trước mặt các anh hùng khác, cũng như là tác giả đang dần điều chỉnh lại mạch truyện cho nó về đúng lại với bản gốc. Garou sau khi tiễn sai hói một đoạn thì ngay lập tức đã di chuyển đến vị trí các anh hùng của hiệp hội. Xuất hiện ngay sau khi tạo ra vụ nổ tia gamma thắp sáng cả bầu trời đêm, được đánh giá là còn sáng hơn cả ban ngày, Garou thực sự đã khiến cho tất cả các anh hùng có mặt ở chiến trường lúc này 9 phần sợ hãi, 1 phần đứng hình. Thợ săn anh hùng cũng đã có một cú đắp đất cực kỳ ấn tượng từ trên trời và khiến cho một phần nhỏ đất đá bay tứ tung. Nhưng mình đánh giá thì cú đắp đất này của thợ săn anh hùng rất là ấn tượng, bởi vì nhìn vào biểu cảm của các anh hùng và sự bất động của họ trước quái nhân Garou là đủ hiểu sự ấn tượng của Garou là như thế nào rồi đúng không? Có lẽ sau phần ôn lại tình thầy trò với Nanh Bạc thì tiếp theo sẽ là một trong những màn hành động dã man nhất của thợ săn anh hùng trong suốt bộ truyện, đó là tàn sát tất cả các anh hùng có mặt ở hiện trường. Nếu như mọi thứ diễn ra theo tình tiết của truyện gốc thì có lẽ đây không hẳn là một màn tàn sát giết chóc mà chỉ là một màn tẩm quất nhẹ nhàng của Garou với các anh hùng lớp S mà thôi. Vậy nhưng các bạn đã thấy đó, Garou đã tự độc thoại rằng đây sẽ là lời từ biệt với cậu bé Taro. Điều này đã thể hiện rõ sự độc ác của Garou đã được đẩy lên tới mức cao nhất sau khi được God búp sức mạnh, và có thể cũng là do ảnh hưởng từ sự tà ác của God dành cho con người. Có lẽ những fan trước đó đã chê rằng Garou ở bản truyện này thiếu đi sự tà ác, thì chắp tới có thể chúng ta sẽ được thỏa mãn khi mà được thấy thợ săn anh hùng tàn sát từng anh hùng có mặt ở chiến trường. Rõ ràng là chỉ với ác khí mà Garou đang tỏa ra thôi thì cũng đã khiến cho Flash, một trong những anh hùng kiêu ngạo nhất, cũng phải suy nghĩ tới việc bỏ chạy, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều anh hùng được Garou chăm sóc đặc biệt trong những cháp sắp tới. Có lẽ anh hùng sẽ lên thớt đầu tiên là Mặt Nạ Mật, bởi trong truyện gốc thì anh cũng là một trong những nhân vật đầu tiên bị Garou cho ăn đấm. Khả năng cao là Tatsumaki cũng sẽ được tác giả Murata ưu ái, không phải cho chị Đại chịu thêm tổn thương từ Garou, vì thực sự là chị Đại Loli tới thời điểm này cũng đã bị ăn rất nhiều hành rồi, nên mình nghĩ là bác Murata cũng sẽ tha cho chị. Và tất nhiên là sau khi Mặt Nạ Mật ăn đấm thì sẽ lần lượt đến các anh hùng tiếp theo là Big God, nhóm Tăng Top và cuối cùng sẽ là Flashy. Mình nghĩ rằng Flashy sẽ là người cuối cùng bị hạ, vì hiện tại có lẽ chỉ còn mỗi Flash là đủ sức cầm chân được Garou trong số các anh hùng hiện tại. Và tất nhiên là Garou cũng sẽ tẩm quất anh hùng bóng bẫy này một trận ra trò. Có thể là Garou sẽ không bỏ qua cho các anh hùng và các nhân viên hiệp hội anh hùng, dù cho họ có bỏ chạy. Vì như mình đã nói, Garou ở bản này đang cho thấy rằng anh ác hơn bản gốc rất nhiều, nên khả năng rất cao là anh sẽ không bỏ qua cho nhóm này. Có chăng là họ chỉ được đối xử nhẹ nhàng hơn các lớp S khác mà thôi. Garou ở cháp sắp tới chắc chắn sẽ khiến cho các anh hùng biết thế nào là lễ hội, và họ sẽ phải sợ hãi trước cái ác tuyệt đối của thợ săn anh hùng, thứ mà Garou đã làm tất cả để có thể thực hiện được trước khi gã hói đồ vàng quay trở lại và kết thúc giấc mơ đẹp đẽ này của Garou. Phản ứng của các anh hùng, chắc chắn là những anh hùng hạng thấp như nhóm của Tăng Top và các nhân viên của hiệp hội và đài truyền hình sẽ bỏ chạy khi thấy động thái có vẻ không mấy thân thiện của Garou. Và điều này có thể thấy rõ ở cuối cháp 212 vừa rồi đúng không nào? Các anh hùng còn lại của S-Lab như Big God, Tăng Top Thừa Cân, Zombieman, Flashy hay Mặt Nạ Mật sẽ phải có trách nhiệm ở lại để đối diện với cái ác tuyệt đối của Garou để bảo vệ cho những người đang rút lui. Điều này quá rõ ràng khi mà giờ đây, ngoài những cái tên mà mình vừa kể ra, thì trên chiến trường chẳng còn mấy ai đủ sức để tiếp chuyện với Garou. Một trong những điều bất ngờ nhất ở bản truyện này đó là sự xuất hiện của Metobot. Và theo như tác giả, thì nếu ở truyện gốc, Chay Sắc cũng tham gia vào cuộc chiến của hiệp hội anh hùng và quái vật,
thì trận chiến này sẽ bị thay đổi rất nhiều. Và có lẽ đây mới chính là lúc mà chạy sắt tạo nên sự khác biệt của mình khi cùng với các anh hùng khác chống lại Garou. Có thể thấy là chúng ta sẽ được thấy các anh hùng cùng nhau phối hợp để chiến đấu với Garou, giống như lúc họ hỗ trợ Tatsumaki tiêu diệt Psychot Orochi, hay cùng nhau chiến đấu với nhóm quái vật cấp cao của Hiệp hội Quái vật. Nhưng có một điều mà các anh hùng hiện tại đang mất lợi thế, đó chính là Samurai Nguyên Tử, Đen Bóng và Puri Puri vẫn còn đang bất tỉnh. Còn chỉ đại Tatsumaki, như mình đã nói là có lẽ không còn khả năng chiến đấu nữa, nên là cuộc chiến của nhóm anh hùng với Garou sẽ cực kỳ khó khăn. Không biết là liệu rằng họ có kịp hồi tỉnh để giúp các anh hùng còn lại hay không, khi mà một tín hiệu đáng mừng là chay sắt đã tỉnh lại sau một giấc ngủ khá ngon. Chắc chắn là thái độ mà các anh hùng dành cho Garou sẽ là thái độ mà dành cho quái vật. Vì giờ đây, rõ ràng thợ săn anh hùng đã không còn là một con người nữa. Chính vì thế mà họ sẽ dốc hết sức mình để có thể tiêu diệt Garou. Diễn biến của cuộc chiến với Garou và Eslat. Như mình đã nói thì các anh hùng sẽ cố gắng tiêu diệt Garou vì họ xem anh như một quái vật, chứ không đơn thuần là một tội phạm cần bị bắt giam. Chính vì thế mà đây sẽ là cuộc chiến mà các anh hùng sẽ dùng hết sức mạnh còn lại để chiến đấu. Flashy và Chạy Sắt sẽ là hai cái tên mà mình nghĩ sẽ trụ lại lâu nhất trong cuộc chiến với Garou, bởi Flashy cũng chính là anh hùng cuối cùng bị thợ săn anh hùng đánh bại trong chuyện gốc. Còn Chạy Sắt thì anh là một nhân tố bí ẩn và có thể thay đổi cục diện trận đấu. Cộng với sự lì lợm của anh, khả năng cao là anh sẽ có thể trụ lại được. Mặt nạ mật với tính cách kiêu ngạo của mình sẽ là anh hùng mà xông lên trước để tấn công Garou, hoặc sẽ là nhân vật đầu tiên bị tấn công bởi thợ săn anh hùng. Bởi từ đầu truyện tới giờ, mặt nạ mật vẫn chưa một lần nào hạ cái tôi của mình xuống, dù đã từng bị Ugly xé xác. Chính vì vậy mà mình tin rằng lần này anh cũng sẽ như vậy, vẫn tự tin và đánh giá thấp Garou. Và tất nhiên là với sức mạnh của thợ săn anh hùng hiện tại thì chắc chỉ trong vòng một nốt nhạc, mặt nạ mật sẽ phải chào tạm biệt bộ nhai của mình nếu như anh hùng đẹp trai này có lời nào đó khó nghe với Garou. Những anh hùng khác như là Big God, Zombie Man hay Tăng Top thì chắc có lẽ cũng sẽ cố gắng để chiến đấu với Garou mà thôi, bởi họ cũng không còn ở trạng thái 100% sức mạnh nữa. Nhưng có lẽ số phận của hai anh hùng này cũng không khác mặt nạ mật là mấy đâu. Tất cả những hy vọng còn lại sẽ phải đè nặng lên đôi vai của người đàn ông mạnh nhất hành tinh, King Đại Đế, người duy nhất có thể triệu hồi thánh sai trở lại để hạ gục Garou. Lúc này, mình đã có nói là có thể tác giả sẽ cho Tatsumaki được nghỉ ngơi, không phải ăn đòn đúng không nào? Và rất khả năng là King sẽ lợi dụng việc Blast giao phó chị đại Tatsumaki cho anh để viện cớ bảo vệ chị đại và không thể chiến đấu được. Hoặc cũng có thể là Tatsumaki vẫn sẽ chiến đấu vì Fubuki trong một trang truyện. Có vẻ như cô vẫn đang cố gắng chữa trị cho chị của mình. Lúc này thì sau khi các anh hùng hầu hết đã bị đánh bại thì chỉ còn mỗi Flashy, Chay Sắt, King, Bang và Bom, và có thể là cả Đồng Đế sẽ được chứng kiến sự trở lại của Saitama. Hoặc có thể là Flashy và Chay Sắt sẽ cũng phải niệm luôn thì ông thầy đầu hói mới được King triệu hồi trở lại từ chiến trường. Blast và nhóm chiến binh vũ trụ có xuất hiện. Mặc dù khả năng thấp là nhóm của Blast sẽ xuất hiện để có thể chiến đấu với Garou, thế nhưng khả năng thấp không có nghĩa là nó không xảy ra. Như các bạn cũng đã thấy, tác giả Murata cũng đã có rất nhiều sự thay đổi tình tiết của One Punch Man so với truyện gốc, nên biết đâu được bác Murata lại nổi hứng cho nhóm của Blast đụng độ với Garou để truyện có thêm phần kịch tính. Thế nhưng như mình đã nói, khả năng này là khá thấp, vì mục tiêu của nhóm Blast bây giờ là God chứ không phải là Garou, và việc Blast cần làm bây giờ cũng đã được anh nói trong những chap trước đó là ngăn chặn God vượt qua kết giới để đến trái đất. Vì vậy mà nếu Blast xuất hiện và chiến đấu với Garou thì ai sẽ là người ngăn cản God? Hơn nữa, anh hùng hạng 1 lớp S có vẻ rất tin tưởng King Đại Đế cũng như những anh hùng khác, thế nên chắc chắn là Blast sẽ đặt niềm tin vào những người đồng nghiệp của mình và chuyên tâm vào việc xử lý thực thể God, nên chắc chắn là việc Blast xuất hiện và chiến đấu với thợ săn anh hùng là khó có thể xảy ra. Nhưng hãy cùng chờ xem liệu Murata có đem đến cho chúng ta một cú sốc nào nữa không nhé. Số phận của Saitama. Một điều mà mình có thể chắc chắn đó là hiện tại thì Thánh Sai đã bị bắn văng đi rất xa, và có thể là ông thầy đầu hói sẽ cần một chút thời gian thì mới có thể trở lại chiến trường. Vì theo như đúng với chuyện gốc thì các anh hùng phải bị hạ hết thì Saitama mới được cho lên sóng trình diễn tiết mục của mình. Hiện tại thì có lẽ Sai Hói đang đi nghỉ mát ở đâu đó bên kia bán cầu, có thể là Hawaii, vì đang là mùa hè nên Thánh Chọc sẽ tắm nước biển, uống nước dừa, tận hưởng cái nắng mùa hè nơi vùng biển và tìm cho mình một cái siêu thị địa phương nào đó để săn hàng giảm giá thỏa thích rồi mới quay lại. Mình đùa thôi, chắc hẳn là Thánh Sai sẽ sớm trở lại thôi mà. Nhưng khả năng cao là lúc này bộ đồ siêu anh hùng của Saitama sẽ rách tả tơi sau khi hứng trọn vụ nổ tia gamma của Garou. Sau khi trở lại thì mình tin chắc Thánh Sai sẽ chiến đấu một cách nghiêm túc, vì giờ đây bộ đồ của anh đã bị rách, còn Saitama sẽ dồn hết sự tức giận của mình vào trận chiến này với Garou để hả cơn giận. Và điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước?
Các bạn có biết không, đó có thể sẽ là một pha lật bàn nghiêm túc của Thánh Sai, điều mà ở bản truyện gốc Sai Hói đã làm khi chiến đấu với Garou. Và nếu như có pha lật bàn này thì mình tin chắc rằng một mảng lục địa to lớn sẽ bị Thánh Sai lật lên, và chắc chắn là nó sẽ còn hoành tráng hơn cả trăm lần lúc mà Sai Cod tách mảng lục địa để thể hiện sức mạnh với Tatsumaki vậy. Thế nhưng có thể là chỉ với mỗi cháp 213 thì Sai Hói vẫn sẽ chưa trở lại, mà cháp này sẽ thiên về cuộc chiến của Garou với các anh hùng nhiều hơn. Cháp sắp tới chắc chắn sẽ là show độc diễn của Garou, khi mà giờ đây đối thủ của thợ săn anh hùng là Saitama đã tạm thời rời khỏi chiến trường. Các anh hùng khác sẽ được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Garou cùng với cái ác tuyệt đối mà thợ săn anh hùng đã ấp ủ bấy lâu. Tất nhiên là các anh hùng lớp S vẫn sẽ đứng lên chống chọi một cách mạnh mẽ và dùng sức cho trận chiến này. Thế nhưng kết quả thì mình chắc không cần phải nói thêm nữa đúng không nào? Rõ ràng là Garou ao trình tất cả các anh hùng có mặt ở chiến trường lúc này, trừ Kiên Đại Đế. Chính vì thế mà dự kiến sẽ có một màn tàn sát không khoan nhượng của Garou đối với các anh hùng. Còn phần của Sai Hói thì chắc chắn là Thánh Chọc sẽ quay trở lại sớm thôi. Có thể là trong cháp 213 hoặc là cháp sau, vì còn phải nhường đất diễn cho Garou. Nhưng một khi Saitama quay lại thì Garou chắc chắn sẽ chỉ còn lại cái nịt mà thôi. Về phần Plus, liệu có xuất hiện hay không thì như mình đã nói, khả năng anh hùng hạng 1 lớp S xuất hiện là rất thấp, trừ khi bác Burata muốn mang đến một cú sốc nữa để tăng sự kịch tính. Nếu không thì bấy nhiêu đó thôi cũng là đã quá đủ cho cuộc chiến này rồi. Hy vọng là chạy sắt sẽ có thể làm được gì đó nữa trong trận chiến sắp tới, vì thực sự mà nói, so với các anh hùng khác thì Metal Bat vẫn còn chưa được thể hiện quá nhiều.